Tháng 7 cô hồn, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh phú đăng hõa, được trời Phật thương tình, thần tài ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho ai ai cũng phải ngước mắt, trầm trồ, ngưỡng mộ. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Giáp Thìn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ban lộc, quý nhân thương tình giúp đỡ mà ngược dòng số phận, biến nguy thành an, đổi điên thay đũa, vận trình được nhiều thuận lợi, nhiều may mắn, có cơ hội trúng số đổi đời, trúng thưởng là rất cao. Vậy vận trình của quý cô bác cụ thể ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ này đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Giáp Thìn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Giáp Thìn có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt. Không chỉ có vậy, con giáp này còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người. Sự thật thà bao dung và yêu thương con người, ở Trung Hoa người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng ngày này đều có ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Những người tuổi Giáp Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển khẳng định bản thân của người tuổi Giáp Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Tuổi Giáp Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bổ bả với những người bạn thân thiết, đó là đặc điểm, tính cách trong con người họ. Tuổi Giáp Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Giáp Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Giáp Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Giáp Thìn thì luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình, không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí lòng quyết tâm đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Giáp Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Phụ nữ tuổi Giáp Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh, gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Đàn ông tuổi Giáp Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Những người mang bản mệnh tuổi Giáp Thìn sống rất thực tế, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và đặc biệt là không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra, những người này có sở thích tham gia những trò chơi thể thao, rèn luyện thể lực, sức khỏe. Tuổi Giáp Thìn có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình, có nhiều quan niệm cho rằng tuổi Giáp Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa giông gió bão, khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại, nếu sinh vào ngày nắng đẹp, gió heo may cả đời được sống trong sung sướng, giàu sang.
Người tuổi Giáp Thìn dù có vấp phải khó khăn, thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Anh ta nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại. Họ có niềm kiêu hãnh và thích được mọi người sùng bái mình, từng lời nói, hành động của tuổi Giáp Thìn đều chứa đầy sức mạnh và sự huyền uy quyền. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như không ai chịu lắng nghe làm theo lời khuyên của mình. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Có thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàn tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2023 âm lịch, con giáp Giáp Thìn được hữu bực xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh, giúp cho vận trình của con giáp tuổi Thìn tháng này được hanh thông. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ. Thậm chí trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc, thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải. Nguyệt lệnh quan đới mang lại niềm tin cùng khí thế bừng bừng cho người tuổi Giáp Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua. Bản mệnh tháng này trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của bản mệnh lúc này đó là thái độ nền nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tam hợp cho thấy, cuộc sống của bản mệnh tháng này thiên về tình cảm và may mắn là bạn có được hạnh phúc như mong muốn, gia đình hòa thuận, sum vầy. Vậy, chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Giáp Thìn sẽ có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp tháng này. Hãy tự tin và sáng tạo, bạn sẽ có được điều mà bạn vẫn hoài mong ngóng. Nỗi lo tài chính tạm thời được gác lại, điều duy nhất bạn cần bận tâm là trau dồi các kỹ năng, công việc. Với những ai trước đây thường hay im lặng và không có thói quen nói ra suy nghĩ hay thể hiện cảm xúc của mình, thì tháng này bạn đã mở lòng mình hơn, bạn muốn bày tỏ ý kiến vì lo ngại quá nhiều người đang hiểu lầm về mình. Nếu thấy có nhiều việc mình làm đã rất kỹ càng nhưng hiệu quả không cao thì bạn không nên chủ quan như trước đây. Nếu cần, hãy xem lại từng bước một để rà soát xem mình đã để xảy ra sai sót ở đâu. Tử vi tháng 7 năm 2023 âm lịch, do có sự ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên không loại trừ trường hợp có kẻ đang chơi xấu mà bạn không hề hay biết. Có những người họ chỉ cần lợi dụng sơ hở của bạn để trục lợi mà thôi. Do đó, bạn đừng quá dễ tin người, chớ thật thà quá mà vội vàng tin bất cứ ai. Với khí thế hừng hực, con giáp tuổi Giáp Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giúp những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi, nếu không đó còn là sự làm phiền nữa. Hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. Về mặt tài lộc, tháng 7 âm lịch sắp tới dự báo một tháng mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đâu cũng có người hỗ trợ giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Tháng 7 có thể nói mà tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Ngũ quỷ hung tinh mang đến điềm xui xẻo, có điềm tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng tới tài lộc của con giáp tuổi Thìn, điều này cảnh báo việc bạn kiếm được kha khá nhưng mất cũng không ít. Bạn có biết việc giữ tiền nhiều lúc còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền hay không? Nếu bạn cứ mãi giữ thói quen xấu trong việc tiêu dùng, thì tương lai của bạn sẽ không hề bền vững chút nào. Tháng cô hồn, có thể tuổi Giáp Thìn vô tình để mất tiền và không rõ lý do, lúc này bạn thường có tâm lý một mất, mười ngờ. Nếu không cũng là vì quá tin người mà bạn dễ dàng nghe theo những lời mời chào hấp dẫn từ người quen về một khoản đầu tư xin lời nào đó. Về mặt tình cảm, phương diện tình cảm trong tháng 7 năm 2023 âm lịch này thì có tam hợp ghé thăm, cho thấy khí cạnh tình cảm của bạn rất đáng mong chờ. Ngũ hành tương sinh giúp cho vận trình tình cảm của bản mệnh và một nửa của mình được cải thiện rõ rệt. Cho dù bản thân không quá kỳ vọng, nhưng bạn lại có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước đấy nhé.
Sự kết nối của bạn với người thân trong gia đình được cải thiện, có cơ hội để được trò chuyện với mọi người, từng xảy ra hiểu nhầm trong quá khứ và cả hai được hóa giải được những khúc mắc. Về mặt sức khỏe, tuy dương khí thịnh, nhưng trong tháng 7 âm lịch, âm khí bắt đầu xuất hiện. Do đó, không nên để cơ thể ở trạng thái quá mát, quá lạnh, luôn để ý tới cách ăn mặc vừa kín đáo, vừa đảm bảo chất liệu mát mẻ để dễ thấm hút mồ hôi. Tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Giáp Thìn âm lịch, nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động đối với ai đang có bệnh nền. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Để duy trì sức khỏe, bạn có thể tập những bài thể dục nhẹ nhàng, hoặc nếu cần có thêm động lực, hãy rủ thêm cả người thân trong nhà nữa nhé. Chỉ cần đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang nhiều hơn trong vòng một tháng, bạn cũng đã thấy thể lực của mình cải thiện đáng kể đấy. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi sinh năm Giáp Thìn 1964, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, người tuổi Giáp Thìn có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó, nhờ tỷ kiên độ mệnh. Thái độ chuyên nghiệp này giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn động từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa. Nhờ vậy, Giáp Thìn có thêm thời gian và không gian để làm những việc khác. Giữa tuần là thời điểm người cầm tinh rồng đạt được trạng thái đỉnh cao nhất, bạn nghiêm túc cống hiến được đánh giá cao nhiều từ điều đó. Tài lộc trong tuần ở mức bình ổn, phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt, cả chính tài và thiên tài xuất hiện trao cho bản mệnh một cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới. Vấn đề là bạn sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Sao thái âm che chở cho phương diện tình duyên gia đạo của Giáp Thìn. Gia đình và người thân là chỗ dựa về mặt tinh thần cho bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hay những lời động viên cần thiết từ người thân. Điều đó giúp bạn cảm thấy an tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 11, 97, 89. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới dự báo, sao tốt thái dương che chở cho vận trình cả tuần này của người tuổi Giáp Thìn, thêm phần sáng sủa. Bản mệnh đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khỏe để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất. Đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra khiến công sức trước đó đổ sông đổ biển. Còn Giáp, tuổi Giáp Thìn có thể san sẻ bớt gánh nặng cho những người cộng sự của mình thay vì cứ nhận hết mọi việc về mình. Làm vậy, bạn sẽ có thêm thời gian tập trung vào công việc của mình hơn. Tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Người làm công ăn lương có thêm những khoản thưởng nóng hay phụ cấp trách nhiệm. Người làm buôn bán sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy. Mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình cũng tương đối xấu. Bạn thường tranh giành một số việc rườm rà, vặt vãnh, khiến không khí gia đình căng thẳng, bất an. Những ai đang làm cha mẹ, làm ông bà thì không nên áp đặt ý kiến của mình lên con cháu, mà nên tùy thuận sẽ yên vui hơn. Sao xấu sẽ gây bất lợi trong việc thay đổi mua bán, xây dựng nhà cửa. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. Con số phát tài, 97, 66, 23. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Công việc của người tuổi Giáp Thìn khá suôn sẻ ngay từ đầu tuần. Nhờ chính quan tác động, bạn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng cũng khuyến khích con giáp này hăng hái, mạnh dạn thể hiện bản thân, chứng minh vai trò không thể thay thế trong tập thể. Với những gì đã thể hiện, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón nhận những lời khen ngợi và tán dương từ mọi người. Sự nhiệt tình, năng động của bạn có thể trở thành tấm gương cho mọi người. Song bạn nên kiểm soát tốt niềm hăng say của mình, kẻo người khác lại nghĩ bạn đang có ý định lấn át họ. Trong công việc, tình hình tài chính của những người mang bản mệnh Giáp Thìn cũng có nhiều biến chuyển tích cực trong thời gian này. Thiên tài giúp Giáp Thìn có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, bạn sẽ cần tìm thêm những nguồn hợp tác để
Để mở rộng quy mô hơn nữa, hãy tính toán thật thận trọng cho kế hoạch tương lai. Quý nhân, Mão, Tỵ, tiểu nhân, Ngọ, Thân, màu sắc may mắn, đỏ, đen, con số phát tài, 34, 67, 87. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 30 tháng 7 âm lịch. Trong tuần này, điềm báo tử vi cho thấy tuổi Giáp Thìn nhận được khá nhiều sự trợ giúp từ thiên đức các tinh. Công việc nhìn chung thuận buồm xuôi gió, bản mệnh không gặp phải áp lực quá lớn, cũng thoải mái phát huy năng lực của mình. Khối lượng công việc vừa phải, lại không bị ép tiến độ, giúp Giáp Thìn có thêm không gian để thể hiện mình. Rất nhiều cơ hội cũng sẽ đến trong tuần, đó có thể là do bạn tự tạo ra được quý nhân hoặc được quý nhân mang tới. Bạn biết lúc này bản thân không còn có thể nhẫn nhơ được nữa, con giáp này cần phải quyết liệt hơn trong công việc trong thời gian tới, tạo ra nền tảng vững chắc để tương lai không có gì phải lo lắng. Đường tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến, nên con giáp này cảm thấy niềm vui của bản thân càng lớn hơn, không phải vất vả quá nhiều nhưng tuổi này vẫn sẽ giành được những thứ mình muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh được sự trợ giúp của quý nhân, khả năng đầu tư thành công sẽ nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, chuyện tình cảm trong tuần chẳng được như ý, con giáp này đắm chìm trong nỗi đau quá khứ mà chẳng thể tìm được cách nào để tự vực mình dậy. Hiện tại chưa đủ động lực để bạn quên đi những điều trong dĩ vãng. Hãy chắc chắn bạn không làm tổn thương những người bên cạnh mình chỉ vì sự thiếu dứt khoát của bản thân. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Mùi, Hợi, màu sắc may mắn, tím, vàng, con số phát tài, 56, 64, 10. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Mệnh người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 2 âm lịch, xem vận mệnh người tuổi Giáp Thìn theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Theo âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, số phận may mắn, tài lộc, hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng, sinh tháng này trong năm có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này, giúp họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý. Con cháu đầy đàn là mẫu người danh lợi song toàn đại phú đại quý. Nếu người tuổi Giáp Thìn mà sinh vào tháng 2 âm lịch, thì có mệnh quý nhân tài lộc, dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang nhiều người kính nể có quyền, có thế. Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn Thìn, sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Theo lịch vạn niên, trời đất vào tiết Thanh Minh, người này thông minh, nho nhã là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh, tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn. Ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức, không phải chuyện gì quá xa xôi. Đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bề. Nếu người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 3 âm lịch thì được hưởng phúc khí thông minh, đỉnh ngộ, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch, tháng 5 âm lịch nằm trong tiết Mang chủng, rồng sinh tháng 5 là du long hà hải chuyên làm việc lớn. Tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo nên uy quyền cho mình. Công danh, sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm không gì cản nổi. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Đây là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, có các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài, lãnh đạo, có thể thống soái vạn người.
Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm, dưỡng tính, thay đổi bản thân thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở, muộn phiền. Số mệnh phú quý, người sinh năm Thìn, vào tháng này trong năm đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông là nhân tài rường cột quốc gia. Vận mệnh người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Trong năm tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ, người tuổi Giáp Thìn sinh tháng này, tính tình điềm đạm chín chắn, tâm địa thiện lương trung thực, thật thà, cũng là người chính nghĩa sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày vạn sự như ý, các khánh bình an. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 âm lịch ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu. Tuy nhiên, cũng có lúc người này cố và có phần cố chấp ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân. Khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Quý vị thân mến, không chỉ đơn giản là vấn đề tâm linh, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ của việc làm người. Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ và rồi làm cha mẹ của con, cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.